Xin kính chào các bạn và các em đến với chương trình tìm hiểu lịch sử ở trung học cơ sở. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bằng lịch sử ở lớp 6. Thì lớp 6 năm nay là do chương trình đã có những cái sự thay đổi, thì chúng ta có nhiều bộ sách. Thì ở đây thì thầy sẽ sử dụng sách bộ sách Chân Trời Sáng Tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì ở phần lớp 6 này, thì hôm nay thì chương đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử là gì, tại sao chúng ta cần phải học lịch sử và dựa vào đâu để có thể là phục hồi dựng lại lịch sử nha, và lịch sử có vai trò gì đối với cuộc sống của chúng ta. Sau xin mời các bạn em chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung chi tiết. Trước khi đi học bài mới thì chúng ta sẽ có phần nội dung là khởi động. Thì trên màn ảnh của các em đó chính là cái máy tính qua các năm. Ở cái bức hình A đây là cái máy tính đầu tiên trên thế giới. Em biết cái máy tính đầu tiên giới thì nó có một cái diện tích tương đương với một tòa nhà 3 tầng. Nhưng mà đến năm 1971-1980 thì cái máy tính hệ thứ tư thì nó là gọn lại hơn rất nhiều. Đúng không? Rồi có thể để nhà hay để văn phòng được. Rồi đến nay thì chúng ta là gì? Máy tính đã được thu gọn rất nhiều. Và hiện nay thì đa số mọi người thì ta đang xài laptop. Như vậy thì qua cái này thì thể cho chúng ta thấy được cái lịch sử phát triển của là máy vi tính. Đúng không? Cho chúng ta thấy được cái sự phát triển của lịch sử. Như vậy thì theo em là chúng ta có cần phải biết tại sao mà chúng ta phải nghiên cứu về sự ra đời của máy vi tính hay không? Rất cần, phải không? Chúng ta cần nghiên cứu về máy vi tính để chúng ta biết được sự ra đời của máy vi tính thế nào, và chúng ta sẽ dùng những cái phương pháp gì để cải biến máy vi tính để ngày một gọn hơn, nhiều tính năng hơn, sử dụng ngày càng tốt hơn, phải không? Đó, thì đó cái gọi là lịch sử của máy vi tính. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết xem coi lịch sử là gì nha. Phần số 1, chúng ta sẽ tìm hiểu lịch sử và môn lịch sử. Thì đây là cái tấm hình ở trong sách của các em. Đây là tấm hình gần đá trước thềm điện Kính Thiên ở thế kỷ thứ 15 thuộc khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Rồi, và nhìn vào bức hình này thì ta cho ông ta biết là nội dung của bức hình là gì. Nội dung của cái bức hình này là nó đã chụp lại hai con rồng đá trước thềm điện Kính Thiên. Thì khi nhìn bức hình này thì mình sẽ có trong đầu mình sẽ có những cái câu hỏi gì. Có nghĩa là mình sẽ hỏi là gì, cái cặp rồng này nó ra đời vào cái thời gian nào đó, và nó có cái tác dụng gì, phải không? Đó. Rồi tại sao nó lại có hình dáng như thế này mà nó không phải là hình dáng khác đó? Thì những cái mà chúng ta thắc mắc như thế thì để trả lời được câu hỏi như thế thì bắt buộc là gì, là chúng ta phải nghiên cứu về quá khứ. Như vậy thì nghiên cứu về quá khứ có nghĩa là chúng ta đã nghiên cứu về lịch sử. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bức hình về một cái lớp học ở cái thời phong kiến. Về cái lớp học ở thời phong kiến thì so với lớp học bây giờ thì chúng ta thấy là nó rất khác, đúng không? Cái lớp học bây giờ, ngày xưa thì em thấy là gì, là đa phần là gì, cái lớp học này sẽ được là mở tại nhà của những ông thầy đồ, và trẻ em trong vùng đó là sẽ đến nhà của thầy để mà học. Có thể là sẽ là nhà gần thì sẽ là đi tới lui, nhưng mà nhà xa thì sẽ là gì, ở luôn nhà thầy để mà vừa học luôn đó. Còn những nhà là có điều kiện thì người ta sẽ là thuê, người ta sẽ là gì, mời thầy đến nhà để mà dạy cho con người ta luôn. Nhưng mà đa phần đó là gì, là các thầy đồ, những người mà biết chữ đó sẽ mở lớp dạy học tại nhà của mình, và trẻ con quanh vùng sẽ đến đây học. Và cái lớp học nói chung thì là rất là đơn sơ thôi, tập sách thì chủ yếu là các sách của đạo Nho. Đó. Dạy học thì thầy sẽ ngồi trên một cái con này gọi là trên cái giường đi, rồi ở dưới thì học sinh sẽ ngồi phía dưới và nghe là thầy giảng đó. So với học bây giờ thì rất khác. Và những cái miêu tả này thì sẽ giúp cho là các em là biết được những gì, chúng ta sẽ là biết được là những cái giáo dục chúng ta thời phong kiến là như thế nào, rồi trường lớp học tập ra sao. Và chúng ta thấy rằng những cái miêu tả này chúng ta không thể nào sờ vào được, hay là chúng ta cũng không cảm nhận được, chúng ta cũng không nhìn thấy được.
không mà chứ gì, chúng ta có thể là gì tưởng tượng ra thôi đó, và chúng ta chỉ nghe kể lại thôi, chúng ta chỉ nghe nói lại thôi, và những cái miêu tả đó trong câu chuyện mà cái từ kể đó thì người ta gọi đó chính là lịch sử đó. Thì vậy thì lịch sử là gì? Thế này, lịch sử là tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, bao gồm hoạt động của con người từ khi xuất hiện cho đến nay. Rồi còn môn học lịch sử mà chúng ta đang học đó là gì? Là môn lịch sử là một môn khoa học để tìm hiểu về lịch sử loài người, bao gồm toàn bộ hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ. Nói cái này thì nói chung thì nó hơi khó hiểu, nói chung đó em thì nó hơi hàn lâm pha học tí, hơi khó hiểu thôi em. Nhưng mà em chỉ cần nhớ thế là lịch sử là những gì đã trải qua trong cái quá đã xảy ra trong quá khứ, cái gì đã xảy ra rồi thì nó sẽ gọi là lịch sử. Đúng không? Đó. Và lịch sử thì nó sẽ là bao gồm tất cả những cái hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến nay, có nghĩa là chúng ta sẽ tìm hiểu lịch sử của nhân loại, đúng không, từ khi mà ra đời, từ khi loài người xuất hiện đến nay. Và cái môn học lịch sử thì sẽ ra gì đó, thì nên khi chúng ta học thì chúng ta không thể nào mà nghe người ta kể được, mà chúng ta phải có khoa học nghiên cứu, cho nên thì môn lịch sử sẽ là một cái môn khoa học tìm hiểu và nghiên cứu về lịch sử ra. Dựa vào khoa học người ta sẽ phục dựng lại lịch sử, và chúng ta sẽ học lịch sử một cách khoa học, chứ chúng ta không học lịch sử theo cái những câu chuyện kể. Nó thì lịch sử là gì và môn sử là gì, các em sẽ nắm cái phần này. Thì về định nghĩa lịch sử á, thì nhà sử học nổi tiếng trên thế giới thời cổ đại đó, rồi cha đẻ của ngành sử học thế giới là Herodot, thì đã có định nghĩa là gì? À, lịch sử có nghĩa là điều tra, là nghe kể rồi viết ra. Đó có nghĩa là để dựng lịch sử thì người ta sẽ đi điều tra, rồi sau người ta nghe mọi người kể, người ta viết thành lịch sử. Đó. Hoặc là theo là Spassrun và Gospel thì lịch sử là chỉ các biến cố của quá khứ, hay hiểu gọn là những việc đã làm rồi, đã xảy ra rồi thì gọi là lịch sử. Đơn giản như thế thôi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ sang cái thằng số 2 là để xem coi vì sao chúng ta cần phải học lịch sử. Quan trọng, cái này mới quan trọng nè. Không biết được tại sao mình phải cần học lịch sử thì lúc đó thì mình mới yêu thích sử, có học lịch sử em. Đầu tiên đây là cái nguồn tư liệu sách giáo khoa em. Thì đầu tiên có một cái câu trả lời đó, có ý kiến cho rằng thế này: lịch sử là những gì đã qua không thể thay đổi được nên không cần thiết phải học lịch sử. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Phải không? Này, câu này thì chúng ta có thể trả lời là gì? Là em không đồng ý với ý kiến đó. Tại vì sao? Tại vì chúng ta lịch sử tuy là nó đã xảy ra rồi, không thay đổi được, nhưng chúng ta cần phải học lịch sử để biết được cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước, hiểu được ông cha ta đã lao động sáng tạo, đấu tranh như thế nào để có đất nước được ngày hôm nay. Rồi từ cái đó đó, rồi chúng ta mới đúc kết ra được những cái bài học, cái kinh nghiệm của quá khứ để phục vụ cho cái hiện tại và tương lai. Cho nên lịch sử người ta gọi lịch sử là gì? Là ôn cố tri tăng, nghĩa là chúng ta học để biết được những gì đã xảy ra trong quá khứ, rồi rút ra cho chúng ta một cái bài học ở hiện tại và áp dụng nó vào một cái tương lai để cho chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Tiếp theo thì theo các em á, thì trong cái bức tranh này nè thì đang diễn ra cái hoạt động gì? Thì chúng ta nhìn vào thì chúng ta phải biết được rằng ngay đây chính là cái diễn cái buổi lễ giỗ tổ Hùng Vương ở đền Hùng ở Phú Thọ. Đúng không? Đó, và chúng ta biết được cái giỗ tổ Hùng Vương thì qua đâu? Chủ yếu là gì? Chúng ta sẽ thông qua những ca dao tục ngữ hay là những câu chuyện kể. Đó. Và nói đến cái hoạt động này thì khi là các em nhớ đến nhân vật nào trong lịch sử thì đây là chúng ta nhớ đến các vua Hùng. Vua Hùng là những người đã có công dựng nước. Vua Hùng là những người đã có công dựng nước. Nha. Đó. Được xem là ông tổ của người Việt, phải không?
Hoạt động giỗ tổ Hùng Vương này nó có cái ý nghĩa gì? Là giúp cho chúng ta biết được cội nguồn của tổ tiên, của quê hương, của đất nước. Biết được ngày xưa là các vua Hùng đã dựng nước như thế nào và họ phải là đấu tranh như thế nào để bảo vệ đất nước của mình. Cho đến ngày hôm nay thì chúng ta phải làm sao để giữ lấy đất nước. Giống như là Bác Hồ đã nói đúng không? Dân ta phải biết sự ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Thì nói đến cái câu này đấy, thì chúng ta thấy từ gốc tích là gì? Gốc tích chính là gốc gác của nước Việt. Ý nghĩa của câu thơ đó là phiên chúng mọi người chúng ta là người Việt Nam thì phải học, phải biết lịch sử Việt Nam, phải biết được nguồn cội của tổ tiên chúng ta là như thế nào để chúng ta giữ gìn nguồn gốc của mình không bị đồng hóa. Biết một khi mà bị đồng hóa thì chúng ta sẽ mất nước. Khi mà chúng ta biết được nguồn gốc của mình, ta biết được gốc tích của chúng ta là con cháu các vua Hùng, thì chúng ta sẽ là gì? Phát huy những cái truyền thống đó, chúng ta sẽ xây dựng đất nước mà càng vẻ vang hơn. Còn mà chúng ta không biết chúng ta là ai thì chúng ta sẽ bị mất gốc, là mất nước. Rồi học sinh đọc cái đoạn văn trong sách ở trang thứ 11 và trả lời câu hỏi: học lịch sử để làm gì? Câu này dễ nè, chúng ta sẽ trả lời được. Rồi tại sao ngày giỗ tổ Hùng Vương được xem là một ngày lễ lớn của dân tộc? Giỗ tổ Hùng Vương được xem là một ngày lễ lớn của dân tộc thì ta đã biết rồi. Không dù ai đi ngược về xuôi với ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, tại vì các vua Hùng đã có công dựng ra đất nước, cho nên các vua Hùng được xem là ông tổ của người Việt. Cho nên là ngày giỗ tổ của vua Hùng được xem là một ngày lễ lớn của dân tộc, để toàn dân là tưởng nhớ đến công lao các vua Hùng đã có công dựng nước. Rồi vì sao học lịch sử? Thì học lịch sử để giúp chúng ta biết được nguồn cội của tổ tiên, là biết được ông cha ta đã phải lao động sáng tạo như thế nào để có cuộc sống như hôm nay. Rồi giúp chúng ta là đúc kết các bài học kinh nghiệm của quá khứ để phục vụ cho hiện tại và tương lai. Cái này gọi là ôn cố tri tăng đó. Học quá khứ để rút ra cái kinh nghiệm cho hiện tại và ứng dụng vào tương lai. Đó chính là cái nguyên nhân vì sao chúng ta học lịch sử. Rồi, và dựa vào đâu chúng ta có thể dựng lại được lịch sử, biết được lịch sử? Thì chúng ta thấy này, thì để biết về lịch sử đó thì chúng ta phải có tư liệu lịch sử. Vậy thì tư liệu lịch sử là gì? Tư liệu lịch sử là những cái dấu tích mà của người xưa đã để lại cho chúng ta. Tư liệu lịch sử là những dấu tích mà người xưa đã để lại cho chúng ta và được lưu giữ với nhiều cái hình thức khác nhau. Và có mấy loại tư liệu lịch sử? Thì có bốn loại tư liệu lịch sử. Tư liệu gốc này, tư liệu truyền miệng nè, tư liệu chữ viết, rồi tư liệu hiện vật. Ý nghĩa của các tư liệu lịch sử này là gì? Thì ý nghĩa của các tư liệu lịch sử này là gì? Giúp cho chúng ta là gì? Dựng lại, khôi phục, dựng lại quá khứ để chúng ta biết được ngày xưa con người đã làm những gì. Đó. Em có suy nghĩ gì về cái câu nói nhà sử học Seni Obos? Không có cái gì có thể thay thế tư liệu, không có chúng thì không có lịch sử. Thì câu này có nghĩa là gì? Vì cho chúng ta biết được cái gì? Tư liệu là như những cái mảnh ghép để các nhà sử học ghép lại thành một bức tranh lịch sử. Thì giống như chúng ta chơi cái trò chơi xếp hình vậy, không? Ví dụ chúng ta dựa vào một vài những cái hình ảnh, những cái câu chuyện mà chúng ta có thể biết được ngày xưa lịch sử như thế nào. Đó. Ví dụ như thông qua cái câu chuyện mà Sơn Tinh Thị Tinh, thì chúng ta đã biết được cái đời vua Hùng Vương thứ 18, không, là nhân dân ta thường xuyên chống chọi với lũ lụt, rồi họ phải là thường xuyên đắp đê phòng chống lụt. Câu chuyện Thánh Gióng, thì qua câu chuyện Thánh Gióng thì sẽ cho chúng ta biết được là gì, ngày xưa là gì, tổ tiên ta là gì, phải thường xuyên là đấu tranh chống là giặc ngoại xâm. Đấy.
Rồi có bốn cái lần tư liệu như thế này. Thứ nhất là tư liệu gốc. À, tư liệu gốc có nhiều như là những cái em là cái chữ viết tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào tháng 12 năm 1946. Đây là cái nguồn tư liệu có thể nói là đáng tin cậy nhất ha. Đó. Cái nguồn tư liệu thứ hai là cái nguồn tư liệu truyền miệng. Thì tư liệu truyền miệng thì gồm có nhiều cái thể loại như truyền thuyết, thần thoại, ca dao, dân ca, được truyền từ cái đời này qua đời khác. Và trong cái giai đoạn mà chưa có chữ viết thì tư liệu truyền miệng được xem là cái nguồn thông tin để tìm hiểu lịch sử. Hay như cái nguồn tư liệu truyền miệng này có thể là đúng, nhưng có những cái chúng ta cần phải biết để mà lọc ra những lịch sử. Ví dụ như là chúng ta đọc cái câu chuyện mà ở đây là câu chuyện Thánh Gióng, thấy không? Thì để biết được là vì ngày xưa tổ tiên ta phải thường xuyên chống giặc ngoại xâm đấy. Hay là câu chuyện mà bánh chưng bánh dày thì sẽ giúp cho ta biết được là gì, người Việt chúng ta từ xưa xa xưa đã gì biết trồng lúa nước, đúng không? Đấy. Nguồn tư liệu thứ ba là tư liệu chữ viết, như là các bia đá, các tài liệu cổ được để lại, người ta sẽ là gì những cái chữ viết xưa ta phải viết trên là nhiều lỗi, ví dụ như viết trên đá này, trên xương động vật, trên mai rùa hay là trên vỏ cây. Các bản chép tay trên giấy là ghi chép tương đối lại đời sống con người và các sự kiện lịch sử đã xảy ra. Nguồn tư liệu thứ tư là cái tư liệu hiện vật. Là tư liệu hiện vật đây là những cái nguồn tư liệu, đúng không? Những cái dấu tích vật chất của người xưa còn giữ được trong lòng đất hay là trên mặt đất, như là các công trình kiến trúc và các tác phẩm nghệ thuật, đồ gốm này. Tư liệu hiện vật không chỉ là bằng chứng giúp chúng ta tìm hiểu và dựng lại lịch sử mà còn được sử dụng để kiểm chứng các tư liệu chữ viết. Đó. Thì dựa vào bốn cái nguồn tư liệu này người ta thấy là dựng lại lịch sử. Thì trong các nguồn tư liệu đó thì như thầy nói rồi, tư liệu gốc là quan trọng nhất, đúng không? Giống như đây là những cái nguồn tư liệu. À, dưới đây ví dụ như cho em bốn bức hình thì các em sẽ là gì? Dựng lại một cái tư liệu lịch sử đó là gì? Đó là quá trình mà tổ tiên chúng ta đã khai thác và làm chủ Hoàng Sa và Trường Sa. Đúng không? Ở phía trên này đây là những cái văn bản gốc của triều đình. Nó thể hiện là chúng ta đã là gì? Khai thác Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là những cái bản đồ cổ của người Việt và của phương Tây. Đó. Vẽ lại. Đúng không? Và khẳng định là gì? Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh thổ của Việt Nam. Còn đây là cái bản đồ của Trung Quốc. Đúng không? Đã thể hiện một cái rõ ràng là cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam thôi. Thì với nguồn tư liệu gốc này thì đây là cái bằng chứng mà rõ ràng nhất để cho Việt Nam chúng ta thể khẳng định với thế giới là chúng ta chính là chủ nhân của Hoàng Sa và Trường Sa. Còn Trung Quốc thật sự họ là gì? Không phải là chủ nhân của Hoàng Sa và Trường Sa. Họ chủ yếu là họ chỉ dựa vào sức mạnh quân sự để đánh chiếm Hoàng Sa và hiện nay đang dùng cái đường lưỡi bò phi pháp để gây cái yêu sách ở Biển Đông. Đó, từ những nguồn tư liệu này thì chúng ta có thể là gì đấu tranh để chống lại những cái luận điệu của là phía chính quyền Trung Quốc nha. Rồi đây sẽ có một cái bài tập nho nhỏ để cho các em chúng ta sẽ sắp xếp thời nha. Thì đây là chính cái bức hình này. Thì trong chính bức hình này các em sẽ sắp xếp lại xem là tư liệu nào là tư liệu truyền miệng, tư liệu nào là tư liệu hiện vật, tư liệu nào là tư liệu chữ viết. Đầu tiên là truyền thuyết Lạc Quân Mộ Cơ thì em biết rồi, đây là truyền thuyết thì nó sẽ thuộc loại tư liệu gì? Không, đó chính là tư liệu truyền miệng. Rồi chuyện kể Sơn Tinh Thủy Tinh thì nó cũng thuộc loại là tư liệu truyền miệng. Còn đây là những cái mảnh gốm ở được khai quật ở cái Hoàng Thành Thăng Long thì nó chính là cái tư liệu hiện vật. Ở hình dưới đây là cái mô hình của cái bãi cọc Bạch Đằng. Thì đây cũng là những cái tư liệu hiện vật. Còn cái sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì nó chính là tư liệu chữ viết nè. Rồi cái bài báo của Nguyễn Ái Quốc, không, sách báo thì đó thuộc vào tư liệu chữ chữ viết nè. Tố cáo đã sử dụng pháp không? Đó. Rồi những cái công cụ, đây là những cái công cụ lao động của người nguyên thủy trên đất nước ta, thuộc tư liệu hiện vật. Bi đá, không, bi đá là khắc về những cái pha thi, cũng là tư liệu chữ viết. Và sự tích chầu cao, nói về nguồn gốc
Sử Tích là người Việt chúng ta ngày xưa hay trồng trầu cao, không, đó là tư liệu truyền miệng nha. Rồi như vậy thì chúng ta có thể là gì, khám phá quá khứ từ các nguồn tư liệu, thì chúng ta sẽ có các loại tư liệu sau ha, chúng em có thể ghi vào. Thứ nhất là tư liệu gốc, là cái tư liệu ghi lại trực tiếp các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Còn tư liệu truyền miệng thì gồm có truyền thuyết, dân ca, thần thoại được truyền qua nhiều đời. Tư liệu chữ viết thì bao gồm các bản chép tay hay in trên giấy nè, viết trên mai rùa hay vỏ cây, khắc họa tương đối đầy đủ về mọi mặt của sự kiện lịch sử đã xảy ra. Và tư liệu hiện vật là những dấu tích của người xưa còn giữ được trong lòng đất, như là công trình kiến trúc, đồ gốm, tác phẩm nghệ thuật. Nó giúp cho chúng ta phục dựng lại lịch sử và là cách để kiểm chứng tư liệu chữ viết. Đó. Đó là những cái chúng ta dựa vào đây để mà dựng lại lịch à. Bây giờ mình có cái bài tập. Thì ở đây là cái bia đá ở chùa Linh Sơn ở Ba Thê, Thoại Sơn. Đây là những cái mảng đồ gốm mà người ta đã đào được ở vùng Ba Thê, đúng không? Đây là cái di tích Gò Cây Thị ở Ba Thê, không, một cái nền móng cổ xưa của Vương quốc Phù Nam. Đây là những cái cây gỗ, thì đây là cái bức tượng Phật ở chùa Linh Sơn. Đây là những cái đồ trang sức ở Ba Thê. Thì dựa vào đây thì các em hãy cho biết là đời sống vật chất và tinh thần của người Phù Nam à, dựa vào đây chúng ta phải viết lại được, phải không? Thì dựa vào như này thì thấy là gì, ngày xưa thì người Phù Nam đã có chữ viết cổ, không, chữ viết của họ là gì, là dựa theo chữ Phạn của Ấn Độ, và họ biết cái gì à, làm đồ gốm như bình vò, không, làm đất nung à. Nhà họ có thể xây những cái cung điện trên những gò đất cao à. Rồi họ gì à, đa số nhà họ ở là ở nhà sàn làm bằng gỗ. Rồi họ theo cái là tượng này không phải là tượng Phật mà tượng của đạo Bà La Môn, thì tôn giáo họ đạo Bà La Môn. Rồi họ cũng biết làm đồ trang sức, đúng không? Thì dựa vào những tư liệu này thì chúng ta thấy là gì, viết lại được lịch sử nha. Rồi cuối cùng là ở cái phần củng cố ôn tập lại, em hãy chia sẻ một số cách học môn lịch sử mà em biết, và cách học nào giúp em hứng thú với môn học nhất. Cái này các em mình có thể là tự làm, ví dụ như là cách học sử mình, ví dụ như là mình đọc xem tivi, xem phim, rồi mình đọc sách, nghe thầy cô giảng dạy, rồi nghe người lớn kể chuyện vậy, không em? Rồi em hãy cho biết ở địa phương em đang sống có những di tích lịch sử nào, hãy kể cho cả lớp nghe về một di tích lịch sử gắn với một sự kiện lịch sử cụ thể. Cái này thì dân quê hương em nào cũng có hết, ví dụ như ở Châu Phú, An Giang mình thì có cái di tích lịch sử khởi nghĩa Bảy Thưa. Rồi hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả về lịch sử ngôi trường em đang học, trường em được thành lập khi nào, nó thay đổi như thế nào theo thời gian. Rồi ở cái hình cửa Bắc, một kiến trúc cổ nằm trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội còn nguyên cái dấu vết đạn pháo của Pháp khi chúng đánh thành Hà Nội năm 1882. Thì có ý kiến cho rằng là nên trùng tu lại mặt thành, xóa đi các vết đạn pháo đó. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? Không, là chúng ta không có đồng ý với cái ý kiến này. Không, là những cái vết đạn này đó, nó chính là cái chứng tích để cho mọi người thấy rằng ngày xưa thực dân Pháp đã xâm lược nước ta là như thế nào. Đó. Còn nhân dân ta đã anh dũng chống trả lại sự xâm lược đó như thế nào, đúng không? Rồi cuộc chiến này nó diễn ra như thế nào, rồi cái sự tương quan sức mạnh giữa Pháp với chúng ta là như thế nào, đó, đúng không? Thì cái nội dung mà học đến đây là kết thúc. Thì nói chung thì cũng cảm ơn các em các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì chung thì do đây là cái bài đầu tiên áp dụng cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Nói chung trước giờ thì chưa có áp dụng bây giờ, cho nên thì trong quá trình trình bày thì nhiên nó sẽ có những cái vấn đề nó chưa logic, chưa mạch lạc lắm, thì cũng mong các bạn và các em thông cảm. Thì hẹn gặp lại các em ở cái bài tiếp theo, thì nó sẽ hoàn thiện hơn.
Cảm ơn các bạn và các em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào.